xá lợi xương đầu đầu tiên và duy nhất trên nam thế giới. Sau uh, lễ quá thiêu một ngày thì vào ngày uh, 12 tháng 11 năm 2019 khi uh, mở nắp lò quả thiêu ra toàn bộ gỗ của uh, kiêu quan chứa được ngài đó đã trở thành cho bụi toàn bộ các xương bao gồm xương sườn xương, xương tay xương chân đã trở thành các cái mảnh xương rất nhỏ và trở thành cho bụi và chúng ta rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy um, toàn bộ xương đầu của ngài hay còn gọi là xá lệ thường thủ, thì vẫn còn y quyên, với cái màu trắng tinh, nổi trội, và trở thành một cái tiêu điểm làm chấn động tâm thức của cộng đồng Tăng Ni và Phật ở Việt Nam, trong nước, nhà nước ngoài. Đó là xá lệ đầu, đầu tiên, và rất đặc biệt của Đại sư Trí Quang. xá lệ của ngài đó đã được chia làm năm phần dành cho năm ngôi chùa phụng thờ thứ nhất là chùa đại giác ở tỉnh quảng bình quê hương của ngài thứ hai đó là chùa từ đàm tại cố đô huế nơi ngài đã dừng chân lại những năm cuối đời để tu tập và đạo Thứ ba đó là tu viện Quảng Hương và Lam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi Ngài đã có khoảng 15 năm tu tập và dạo đính lại các tác phẩm dịch thuật và chú giải của Ngài. Thứ tư là Chùa Phật Ân tại Long Thành. Đó là nơi mà Hòa Thượng Thích Minh Tâm Pháp tự của Ngài làm trụ trì. Và thứ năm là Chùa Linh Thái tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi Hòa Thượng Thích Trung Hậu Pháp tự của Ngài làm trụ trì. Thì tôi rất lấy làm tiếc là Chùa Ấn Quang, nơi mà Đại sư Trí Quang đã có mấy chục năm hành đạo làm Phật sự. Có lẽ đó là ngôi chùa mà Đại sư Trí Quang cấn kết đời của mình nhiều nhất, dài nhất và các tác phẩm uh, do ngài phiên dịch về chú giải đó được ra đề tại chùa ấn quang lại không nằm trong danh sách uh, được nhận xá lợi của ngài để uh, tưởng niệm và tôn thờ đó là điều uh, rất là đáng tiếc giá mà uh, ban tổ chức uh, dành thêm một phần xá lợi cho chùa ấn quang thì có lẽ là ý nghĩa về đạo tình trọn vẹn dành cho tất cả truyền thống Đức Tăng Ni đã từng có cơ hội à, sống chung và dưới sự dẫn dắt của Đại sư Trí Quang tại tu viện Đức Quang thì có lẽ nó sẽ trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Khi mở um, um, lò quả tiêu ra thì xá lệ thượng thủ của đại sư trí quang đó như là một khối nhọc ngọc trắng giữa một đống tòa tà những phần xương khác đều đã cháy vỡ và xỉn màu đối với những người theo chủ nghĩa ngô đình diệm muốn phục hưng tinh thần ngô đình diệm và cụ thể là những người chống phá phật giáo đó thì nhân dịp này đó họ đưa ra những cái uh, giả thuyết rất là sai lặng rằng là đầu lâu đó là cái phần xương cứng nhất ở trong cơ thể của con người cho nên uh, sau khi thiêu để lại cái đầu là chịu bình thường đó là họ không hiểu về cái nguyên tắc thiêu thiêu 24 giờ đồng hồ tất cả các xương cứng như là xương chưng đã trở thành các mảnh vụn thì theo nguyên tắc á, là xương đầu cũng cứng mà chưa chắc là cứng bằng là xương đùi đã vẫn còn nguyên dạng thì đó là một cái biểu tượng rất là thiêng liêng đối với niềm tin của những người tu học Phật ý người ta dùng cái khái niệm đầu lâu để nói về một cái cái chết hay là cái nỗi sợ hãi à, tượng trưng cho những thứ về chết chóc và và cố tình xuyên tạc để làm mất đi cái giá trị đóng góp của đại sư trí quang cho lịch sử bảo vệ Phật giáo khỏi nạn diệt chủng của chính quyền Hồ Đình Diệm vào năm 1963, cũng như là di sản để lại của ngài về vấn đề phiên dịch kinh sách và hướng dẫn tăng ni tu học, chúng ta phải thấy rõ được cái dụng ý rất xấu xa của các phần tử theo chủ nghĩa Ngô Đình Diệm, mặc dù ông Ngô Đình Diệm uh, đã sai lầm cùng với anh trai của mình là giám mục uh, Ngô Đình Thục uh, ra lệnh triệt hạ cờ Phật giáo, đàn áp Phật giáo và uh, mục tiêu lâu dài đó là để xóa bỏ Phật giáo ra khỏi bản đồ văn hóa tôn giáo tại Việt Nam đã không thành công. Thì những người uh, muốn phục hưng tinh thần của Ngô Đình Diệm đã cố tình dựng lên À, những cái lý giải rất là sai lầm để làm làm và mất đi cái nghĩa thiêng liêng của việc mà Việt Nam chúng ta lần đầu tiên có xá lợi xuân đồng đối với hàng ngàn người Việt Nam vô tội và hàng ngàn người Campuchia bị chủ nghĩa cờ mây đỏ diệt chủng thì họ đã để lại xương đầu, xương tai, xương chân, xương sườn là vì tất cả các loại xương này đã không trải qua cái sự sự thiêu nhất là thiêu trong vòng 24 giờ đồng hồ trong lò quả thiêu cho nên nó xương sọ còn lại nó là chuyện bình thường còn khi đưa à, à, cơ thể của ngài vào trong lò quả thiêu và thiêu suốt 24 tiếng tất cả các xương cứng như là à, xương đùi đã vỡ vùng hết, đan kia hộp sọ của đại sư trí quang thì vẫn còn nguyên điều đó cho thấy đó đây là xá lợi xương đầu đầu tiên và rất đặc biệt của cộng đồng phật giáo Việt Nam chúng ta phải hãnh diện tự hào về biểu tượng cao quý đạo trong tiếng Bali và Sanskrit xá lợi đó được gọi là Sariya. và người Việt Nam và Trung Hoa Nhật Bản đã bắt Triều Tiên đó thường phiên âm bằng những cái từ khác nhau từ thông dụng nhất là xá lợi hay thật lợi thiết lợi la à, vân v về từ ngữ đó, thì Sariya có nghĩa là tử thi đối với người vừa mới chết di cốt đối với người sau khi tiến hành lễ quá thiêu thì tất cả các phần xương còn lại sau lễ thiêu đều được gọi chung là di cốt thì đối với Đức Phật sau lễ quả thiêu thì di cốt của ngài đó được gọi là Phật cốt hay còn gọi là Phật Xá Lệ được chia làm 8 phần để trao tặng cho tám vị vua là đệ tử tại gia của Đức Phật dựng tháp đá thờ ở tại nước của họ. Thì vào thời Đức Phật đó thì Ấn Độ là một nước liên bang cộng hòa gồm có 16 tiểu bang. Và cho đến thời điểm hiện nay đó thì các nhà khảo cổ học đó, mới khai quật được 3 trên tổng số 8 tháp thờ xá lợi thật của Đức Phật. Thứ nhất đó, là tháp xá lợi tại Vestu về phía Ấn Độ nằm ở Bipura thì xá lợi thật này đó được khai quật vào năm 1898 và hiện đang được tôn trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi cho các phái đoàn khắp nơi trên thế giới đến chìm mái. Thứ hai đó là tháp xá lệ thật của Đức Phật được khai quật tại Vesali mà hiện nay đó sáu lợi thật này đã được đựng ở trong tráp đá tại diện bảo tàng Patna. chúng ta chỉ nhìn thấy được cái tráp đá thôi chứ không thấy được các cái sáu lợi thật như là tại viện bảo tàng New Delhi và thứ ba đó là tháp sáu lợi thật của Đức Phật được khai quật tại Sa mà vào thời của ông Ragasin là một bộ trưởng ở tại Sa này đó do vì đi theo Đạo Bà La Môn cho nên ông đã không quý trọng xá lệ của Đức Phật. Và khi ra lệnh đập cái tháp 61 m chiều cao với đường kính 13 m thì ông đã ra lệnh lấy tráp đá thờ xá lệ thật của Đức Phật tại đây thả xuống sông Hằng. Như vậy cho đến thời điểm hiện nay đó chúng ta chỉ còn lại xá lệ thật của Đức Phật được khai quật tại Kavalavastu tức là Ca Thị La Vệ, phía Ấn Độ và Vesali mà thôi và cả hai phần xá lợi này đó một phần đó thì được trưng uh, bài tại viện bảo tàng quốc gia New Delhi và phần còn lại đó thì viện bảo tàng quốc gia Bách Na xá lợi của Đức Phật được xem là quốc bảo của chính phủ Ấn Độ thì các xá lợi uh, nêu trên của Đức Phật đó uh, có màu xương chứ không, không có, không có có màu ma ni mã não chân trâu hổ phách lưu ly như các phái đoàn phật giáo uh, tây tạng việt nam đã trưng bày và triển lãm trong uh, mấy thập niên qua thì thực ra xá lời thật không có màu ngọc đá à, và xá lời thật đó, thì trải qua giám định adn để xác định gen di truyền của đức phật thích ca và trải qua thử nghiệm c 14 để đo được niên đại tương thích với Đức Phật Thích Ca. Còn xá lợi được triển lãm bởi cộng đồng Phật giáo thế giới, bao gồm Việt Nam và Tây Tạng trong thời gian qua đó, tôi tạm gọi đó là xá lợi niềm tin, tôi không phải là xá lợi thật. Đó là những viên đá có màu sắc mà người ta đã à, mạo nhận làm xá lợi của Đức Phật với mục đích đi vận động cho các Phật sự. Và điều đó là không được à, à, kích lệ vì nó nó sai với bản chất sư thật của lịch sử à, để làm phật sự thì chúng ta có nhiều cách để vận động chứ đừng đem những viên đá màu mà mạo nhận là xá lợi của đức phật để vận động cho các phật sự là không nên trong kinh trường a hàm quyển 4 đặc biệt đó là kinh du hành và trong bồ tát sử thay kinh quyển 3 phẩm thường và phẩm vô thường cũng như là kinh pháp hoa phẩm đề bà thật đa thì có đề cập đến hai loại xá lệ thứ nhất là toàn thân xá lệ nghĩa là sau khi chết một số tăng sĩ phật giáo dù không trải qua bất kỳ một nghệ thuật ít ốp sát nào như trường hợp của các vua pha rao ai cập nhưng mà thân thể của các ngài đó có thể tồn tại từ thế kỷ này sang thế kỷ khác ở trung quốc thì có xá lệ toàn thân của đại sư quệ năng đại sư hám sơn và một số vị đại sư khác còn tại việt nam thì chúng ta có xá lệ toàn thân của thiền sư vũ khắc minh thiền sư vũ khắc trường thiền sư trương chuyết và thiền sư như trí ít nhất cho đến thời điểm hiện nay đó chúng ta cộng đồng người việt nam có được bốn xá lệ toàn thân của bốn vị thiền sư dữ trội hơn cả phật giáo trung hoa nhật bản nam bắc triều tiên và tây tạng tại thái lan đó thì chúng ta có thêm thiền sư bảo soái là người có công phát triển cộng đồng phật giáo việt nam thành lập ra tông an nam ni cai mà hiện nay nó kế thừa đó là các nhà sư thái lan giữ truyền thống văn hóa phật giáo việt nam mặc áo nhật bình của phật giáo việt nam tụng kinh hán việt của phật giáo việt nam sinh hoạt theo tập tục của phật giáo việt nam và à, đại sư bảo soái đó À, sau khi quá đời cũng đã để lại à, toàn thân xá lệ đó là hiện tượng rất quý rất lạ của cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và về phương diện này đó thì Phật giáo Việt Nam phá kỷ lục về xá lệ toàn thân phần thứ hai đó là à, xá lệ một phần gọi là tối thân xá lệ thì xá lợi này đó là kết quả của tiến trình thiêu hoặc là 8 tiếng hoặc là 24 giờ đồng hồ hoặc là bằng uh, lò thiêu uh, gỗ, bằng củi hay là lò thiêu bằng điện tử. Thì tất cả những cái phần xương còn lại sau khi lễ quả thiêu kết thúc thì được gọi là tối thân xá lệ. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam có những hiện tượng rất lạ đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 bảo vệ Phật giáo khỏi sự phân biệt tôn giáo và đại diệt phong của chính quyền thi Chúa giáo Ngô Đình Diệm để lại trá xá lệ quả tim thì hiện nay trái tim của Bồ Tát Quảng Đức được gọi là trái tim bất diệt và gọi là trái tim từ bi đang được uh, tôn trí tại uh, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, uh, được bảo vệ rất là cẩn mật. Uh, tại Trung Hoa đó thì uh, Đại sư Kubala La Thập, người có công phiên dịch kinh điển Phật giáo đại thừa từ uh, Sanskrit sang um, tiếng tiếng Hán để lại xá lợi lưỡi vì đại sư phát quyền rằng nếu các công trình của tôi phiên dịch kinh điển ra tiếng Trung Hoa trung thực với những gì mà Đức Phật đã dạy thì hãy để là cái gì đó làm bằng chứng cho những điều này cái lưỡi đó là cái cơ quan để phát ngôn để tạo ra ngôn ngữ và cái tinh hoa của ngôn ngữ đó là gì chân lý đó là nói như sự thật như vậy xá lợi lưỡi của Đại sư La Thập tượng trưng cho việc Ngài phiên dịch các kinh để của Ngài trung thực chuẩn xác với lời Phật dạy. Tương tự, Bồ Tát thích quảng đức vì lòng từ bi lớn trước cảnh tượng Phật giáo bị đàn áp, tăng ni bị bắt bới, Phật tử bị chính quyền ngô đình diệm, giết chết và Phật giáo có thể bị diệt phong khỏi bản đồ văn hóa tôn giáo chính trị Việt Nam. Cho nên, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã phát nguyện tự thiêu và để lại trái tim mất dẹp. Cho nên trái tim đó được gọi là trái tim từ bi, làm thức tỉnh gia đình ngôi đình diện và chính quyền thi chú giáo lúc bây giờ, như là thức tỉnh nhân dân Việt Nam trong nước và thức tỉnh trên toàn cầu. Như vậy, xá lệ À, sau khi thiêu, à, tùy theo hình thù và và bộ phận còn lại, mà ý nghĩa biểu tượng và giá trị à, thông điệp từ biểu tượng đó đó, à, có thể mở ra cho chúng ta à, nhiều cái, cái 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 niềm tôn kính rất là cao quý như trường hợp của Xá lợi lưỡi của của đại sư của Bà la thập, xá à, lợi trái tim của bồ tát thích quảng đức. trong trường hợp của đại sư trí quang á, thì chúng ta thấy là xá lợi đầu đầu là nơi mà bộ não hoạt động khi ta nói là người đó có cái đầu thông minh có cái đầu trí tuệ có cái đầu sáng suốt thì đều lấy cái đầu đó làm biểu tượng để đề cập đó do đó không phải tình cờ do thiếu lửa hay là lửa thiêu không đủ nóng mà cái đầu à, xương đầu của đại sư trí quang nó còn lại đa khi toàn bộ các xương khác lại trở thành là vỡ vụn và ngã mào ở đây chúng ta thấy đó đại sư trí quang là linh hồn là chìa khóa là nhân vật quan trọng nhất của phong trào Phật giáo năm 1963. Như Phật Phức đấu tranh bắt bạo động để thức tỉnh gia đình trị Thiên Chúa Giáo của Tổng thống Ngô Đình Diệm, giám mục Ngô Đình Thục, về việc đàn áp Phật giáo vi phạm luật pháp lúc bấy giờ dẫn đến nỗi khổ niềm đau của cộng đồng Phật giáo ở miền Nam Việt Nam. Cho nên Đại sứ Trí Quang là đạo diễn chính. Và Bồ Tát Thích Quảng Đức là diễn viên xuất sắc nhất để lại trái tim xá lệ. Và Bồ Tát Trí Quang để lại cái 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 trí tuệ đặc biệt của Ngài. Vì vậy, nếu Bồ Tát Quảng Đức để lại trái tim từ bi bất diệt, thì Bồ Tát trí quang để lại xá lệ là đầu tượng trưng cho trí tuệ mà trí tuệ và từ bi được xem là hai giá trị cốt lõi quan trọng nhất đối với sự tu tập và hành trì của cộng đồng Phật giáo ở trong nước và nước ngoài chúng ta thấy nó có một cái sự mâu nhiệm rất là đặc biệt đã diễn ra sau lễ quả tiêu của đại sư Trí quang nếu quý vị nhìn thấy cái bức ảnh chụp về việc mở cửa cái lò thiêu sau 24 giờ thì nổi trội lên đó đó là xá lại xương đầu của đại sư với một màu trắng xóa đang ghi tất cả các sư còn lại đó vỡ vùng hết và màu các sư còn lại trở thành là màu xám Trí tuệ là tinh hoa. Trí tuệ đó là mẹ sinh ra các đức Phật, tức là sự giác ngộ. Trí tuệ đó được mô tả ở trong à, kinh điển Bali đó là ngọn đuốc soi sáng thế giới. Và ở trong kinh điển Đại thừa đó trí tuệ được xem đó là là sự nghiệp quan trọng nhất của một con người. Hãy ai có trí tuệ, người đó thành tựu được sự nghiệp với sự lập nghiệp bền vững và thành công. Còn đối với người tu học Phật đó, có được trí tuệ để chặt đứt tất cả mọi phiền não, nỗi khổ, niềm đau, sanh tử, luân hồi để giải phóng tâm khỏi các trói buộc từ tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thủy miên, trạo cử và hôi quá để đạt được là sự giải thoát đích thực. Tức là mục tiêu mục tiêu hướng đến của tất cả những người tu học Phật về màu sắc đó, thì chúng ta cũng cần nên hiểu đó xá lợi thật đó có màu xương chứ không có màu của các loại gọc đá đâu quý vị đối với xá lợi xương đó thì có màu trắng hoặc là màu màu xám xương còn đối với tóc đó, thì xá lợi tóc đó, có màu đen Đức Phật Thứ Ca đã tặng cho hai thương gia vào tuần lễ thứ bảy sau khi Ngài giác ngộ với cầu Bồ Đề những sợi tóc của Ngài để kỷ niệm. Sau khi Ngài tiếp nhận bánh sữa dân cúng từ họ và đánh dấu cái việc Đức Phật thành lập dị bảo, Phật bảo tức là Ngài và Pháp bảo là những học thuyết quan trọng được Ngài thành lập trong bảy tuần lễ đầu sau khi giác ngộ với cầu Bồ Đề thì xá lệ tóc đó đó hiện nay đang được tôn thờ tại bảo tháp cao 100 m ở thủ đô Yangon của nước Miến Điện được xem là bảo vật thiêng liêng nhất của cộng đồng Phật giáo Miến Điện. Có phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy được xá lệ tóc đó. Theo trình uh, Trinh Kim Quang Minh mà đại sư trí quang là một trong những người dịch và chú giải rất thành công ở quyển 4, phẩm Xã thân đó có đoạn như thế này xá lợi là kết quả của quá trình tu luyện đạo đức thiền định và trí tuệ rất khó đạt được cho nên xá lợi là ruộng phước tối thượng trên đời thì đoạn kinh này cho chúng ta thấy rằng là các xá lợi vũ tượng như là sáu lời lưỡi của đại sư Kumala Thập, sáu Lợi trái tim của Bồ Tát Quảng Đức, sáu Lợi đầu tượng trưng trí tuệ của đại sư Trí Quang, vân vân. À, là kết quả của việc tu tập thanh tịnh về giới đức, hoàn thiện về thiền định và cao siêu về trí tuệ đạt được. Cho nên cộng đồng tăng ni và Phật tử phải tôn thờ các xá lợi hình thù à, từ luật phụ cấu tạng đó mà tính cách biểu tượng đó như là ruộng phước để chúng ta chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường và có giá trị như là việc chúng ta tạo phúc cho đời vạn. Luận đại trí độ quyển 59 có đoạn như sau Xá lệ là kết quả tu tập sáu ba la mật bao gồm đạo đức à, à, xin lỗi bố thí à, trì dế à, tinh tấn à, kiên trì thiền định và, và trí tuệ à, khi mà hoàn thiện được sáu toàn thiện mà các vị bồ tát thực tập thì sau khi chết làm lễ quá thiêu thì các bậc cao tăng thường để lại xá lệ như là niềm tin à, cho quần chúng nương vào cái việc tu tập để phát huy nhiều hơn nữa sự hành trì Phật pháp truyền bá chân lý Phật để mang lại lợi ích cho mình và cho nhân sinh. Lượng đại chư độ tiếp tục dạy, cúng dường xá lợi Phật thì được phước báo vô lượng. thì tương tự là các bậc đại sư hay là cao tăng thì xá lợi của các ngài đấy trở thành là niềm tin bất động về việc hành trì chân lý Phật đối với cộng đồng tăng ni và phật tử trên toàn cầu. Cho nên việc chúng ta tôn kính xá lợi của Bồ Tát Thích Quảng Đức là trái tim bất diệt, xá lợi của Đại sư Kumala Thập là cái lưỡi còn nguyên, xá lợi của Đại sư Trí Quang là cái đầu còn nguyên từ trí trí tuệ, cũng như là xá lợi toàn thân của Thiền sư Vũ Quốc Minh, Thiền sư Vũ Khắc Trường, Thiền sư Như Trí, Thiền sư Trương Chuyết, Thiền sư Bảo Soái của Việt Nam, đại sư huệ năng đại sư hám sơn của trung hoa thì có cái phước báo cũng rất là khó tin điểm được như vậy đối với cộng đồng và phật giáo việt nam đó ngoài năm xá lệ toàn thân chúng ta có hai xá lệ biểu tượng rất đặc thù trong vòng 56 năm qua nếu năm 1963, khắp thế giới này sửng sốt trước xá lợi trái tim của Bồ Tát Quảng Đức Còn Nguyên sau lễ quả thiêu. Lần thứ nhất, tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. Lần thứ hai, tại lò quả thiêu lên đến 4.000 độ suốt mấy tiếng đồng hồ mà trái tim nó vẫn còn nguyên tượng trưng cho trái tim từ bi xóa bỏ hạng thù à, mong cho chính quyền Ngô Đình Diệm không nên phân biệt đối xử thiên vị thiên chúa giáo để trà ra và tiêu diệt Phật giáo để mang lại cái niềm tin yêu đời sống à, à, hài hòa à, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau theo luật định thì ngày 12 tháng 11 năm 1919, cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và trên thế giới vui mừng khi Việt Nam có xá lệ đầu đầu tiên và duy nhất trên toàn cầu, tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy, Phật giáo Việt Nam trong cái phong trào đấu tranh năm 1963 mà với cái tài lãnh đạo tài tình của đại sư Trí Quang thì chúng ta có hai biểu tượng xá lợi rất là đặc thù xá lợi trái tim tượng trưng cho từ bi của bà tác quảng đức à, xá lợi um, đầu tượng trưng trí tuệ của đại sư trí quang Để trí tuệ đó là giải pháp cho tất cả mọi vấn nạn từ chính trị kinh tế văn hóa tôn giáo xã hội vân vân ở phạm vi toàn cầu phạm vi châu lục phạm vi khu vực phạm vi quốc gia phạm vi cộng đồng phạm vi gia đình hay là ở phạm vi cá nhân áp dụng trí tuệ như giải pháp chúng ta sẽ khép lại toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau đó là nghĩa rất là sâu sắc mà đại sư trí quang đã để lại cho chúng ta qua cuộc đời rất là thông tuệ sáng suốt minh triết của ngài trong việc dẫn dắt phật giáo Khỏi Pháp nạn năm 1963 với tư cách là đạo diễn à, toàn bộ cái kịch bản để cứu quyền Phật giáo vào lúc đó.